Đây đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể các bác chơi audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 25 tháng 12, em xin lại giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của hãng Yamaha. Model của nó là CD350. Model này nó nằm trong phân khúc giá rẻ, nhưng chất âm nó rất là hay. Nó được sản xuất năm 1985 với giá xưởng của nó là 49.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 10 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và nó bằng giá xưởng của chiếc đầu Sony 950 và 970, nhưng bây giờ giá của em nó thì rẻ hơn rất là nhiều. Thì một chút em đã quay cái phần ngoại hình, nội thất và em test để bác cảm nhận xem là nó có xứng đáng để chúng ta chơi không. Chiếc đầu này nó sở hữu xe ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 9,4 cm và chiều sâu của nó 29 cm, và nó nặng là 4,2 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Toshiba. Đấy, rất là bền, ổn định và không kén đĩa. Phần chip giải mã của chiếc này dùng chip giải mã PCM54HP cho chất âm da rất là trung thực, mộc mạc và chi tiết. Các bác nghe nhạc chiếc 75 cũng nhập vàng thì em này thể hiện là tốt. Ngoài cái ưu điểm ra thì chiếc này nó ưu điểm nữa là rằng cái nhược điểm là các bác sử dụng cái đĩa chép đấy. Mà muốn truyền bài đột ngột ấy, thì chiếc đồ này nó không hiện tốt được. Nhưng đĩa lòng trắng, đĩa lòng vàng nó dọc rất là tốt, truyền bài nhanh. Tuy đĩa chép nó không truyền bài đột ngột được nhưng nó đọc rất là ổn định, các bác đọc hết từ một cho đến cuối đĩa luôn. Tổng quát của nó thì hiển thị màu đỏ rất là đẹp và sang. Bác nào yêu thích cái cổ điển thì đây, này mới thể hiện là tốt. Về phần ngoại hình thì em cũng xin qua chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt trước của em ở đây. Tổng quát hiển thị số màu đỏ này, và đây thì nó có vết xước này. Màu đen thì không rõ, nhìn kỹ thì mới thấy rồi nhé. Lắp lưng đây khá đẹp, góc này có chế sơn nè. Cái này cũng vậy. Đây, trên nó đây, trên thì có những vết xước nhăm thôi. Phía sau, model của nó là CD350, điện 100V, công suất của nó 10W và seri của nó là 203055, được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc này nó chỉ có một đường analog vào thôi. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới rồi, máy móc thì là zin nguyên bản. Bạn đọc cũng tin theo máy luôn. Và đây là chiếc giải mã PCM54HP. Tụ lọc nguồn là tụ lọc của Ella. Và những tụ màu xanh nước biển đây là tụ của Zubecon nhé. Toàn tụ chất lượng thôi. Tôi chụp rất là chắc chắn và êm ái nhé. Và đây là phần đáy phía dưới. Đáy phía dưới ốp bằng tấm thép này. Đây thì có xước này. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 750.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển từ tiền, là bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship em. Và chiếc đồng này thì không phù hợp cho bác nào mới chơi, bác nào đã có kinh nghiệm chơi rồi. Hoặc chúng ta sử dụng chủ yếu là đĩa tốt thì chúng ta nên chơi. Chất âm của nó tuy là nó ít tiền thôi nhưng mà chất âm của nó không hề ít tiền chút nào. Đấy, đầu thì là không kén đĩa nhá, đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng đĩa lòng trắng. Thì tuy nhiên thì em vẫn test cho các bác thấy là đây là đồng đĩa chép này, của Polo này, rồi sau đó sẽ test một đĩa lòng trắng ra để cho bác thấy được cái đọc nó khác nhau, nó không thể so sánh đĩa chép với lại đĩa lòng trắng giống nhau được. Lòng trắng thì có nhiều loại lòng trắng lắm. Và trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà sự cố thì giữ tem niêm phong đấu cẩn thận gửi lại bên em.
bên em kiểm tra đúng lỗi tiền 100% cho các bác và các bác đổi sản phẩm khác tùy tính của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa cho các bác nơi sản phẩm bị lỗi mà không tự sửa, tiền phí thì có thanh toán giúp em. Rồi, em kính mời các bác đeo đeo phone vào để chép chuyển bài thì nó sẽ không nhận được, đúng không ạ? Nhưng mà để hát lần lượt thì hát hết nhá, cả đĩa luôn. Vào đây em sẽ test một cái đĩa lòng trắng. Đấy. Đây, em test một cái đĩa lòng trắng đây nhá. Để thấy sự khác biệt giữa đĩa chép và những cái đĩa mà là chuyên chuyên làm. Lên chín luôn. Có gì ạ? Nhận đĩa ngay. Đã có những lúc
Em xin phép được dừng video test ở đây. Thì trước đầu này bên em bán với mức giá là 750.000 đồng. Em bao với chị toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào. Và hẹn các bác video sau ạ.